Con ơi con có hay không vậy? Thầy chỉ cho không đầy nữa đâu. Từ đây có héo qua sầu. Đó là thượng phụ chứ xây chầu tiêu tháng. Thành đô biến Gò Quan sông bài. Còn mình tu hối cải cho thành thần. Con ơi đừng giả đừng dân trong người khai thoát tối tân, chứ đừng còn phải xử lý cho tròn bổn phận. Bại chiến trường nhiều trận trong tay, tam hồ vạn tế vậy mà lớp yêu lớp quỷ chỉ giặc mà đấu tranh. Nó giành giật hơi tanh cặn mà nó xúi ta quả trả không đền. Nó làm ta lại đặng quên dù mình chúa ngục kệ bên hằng ngày. Nó cầm kỳ thần quái như cắt dùng phép màu nó bắt con tim cản ngăn các vị tu hiền không cho về Phật rồi nói liền như ở đây. Nó quá phép tính sai rồi dập cho ta thường ta gặp yêu mang. Nếu mình vừa mở miệng ra toàn là mất cơ đức cung ngã xa rồi. Giờ thanh tịnh con ơi ráng lộc, ráng ngồi tu cực nhọc chứ hơn thầy. Thiên nhiên mái táo dần sấy, con mà tu tốt canh chày đắc thân. Ráng hộ độ người gần mình đó, cũng lời người đừng bỏ nghe con. Ráng tu hạnh đạo cho tròn, tư ân hiếu nghĩa do con làm đầu. Dạo thanh tịnh thầy đâu có bỏ, nhìn đi con không mõ không chuông. Sáng mới vui vẻ không buồn chịu về, thầy giáng nhắc tập tuồng thế nhân. Con ơi con đã gần rồi đó, hoa xinh xinh đừng bỏ nảy mầm. Con ơi xưa bị sai lầm, ngày nay mình biết cho mình tầm thị ở ra. Tầm gặp Phật Di Đà Phật Tổ, tầm đường đi giác ngộ tức thời. Con nghe lời lẽ con ơi đừng nên bỏ phí uổng đời. Làm sao đờn rã nhịp từ tao mất phím. Ủa công thầy đi kiếm quý trò, ngày nay đắng sử không lo chiếc thuyền. Còn giảng chứ bé đò còn neo, cầm giống thiện mình gieo thì mọc. Biết đó rồi săn sóc từng giờ, đừng gieo giống ác con thơ. Nó cũng sẽ mất kịp giờ tranh đua. Mình biết đảo hơn thua là dài. Thương yêu nhau một phái một tâm, một nhà một tổ một ông. Một tiên mà một Phật, chưa một dòng giống thôi. Nghe thì dặn con ơi cố nhận, muốn cho mình tinh tấn thâm sâu thì giờ lấm lắp đôi câu. Về đi suy nghĩ cho đừng rầu làm chi, tìm kiếm nữa đặng ghi đặng nhận. Kiếm thấy rồi còn bận án rồi, tìm đi đi nhé con ơi. Lòng mình sáng rạng như rồi sao văng. Đừng có lửng không bằng ai hết, kìa nhìn đi cái chết chung mồ. Thấy chưa phải chịu quạnh cô, sống còn không chịu đắp tô hiền lành. Làm tầm bậy nảy sanh tầm bậy, nếu làm lành sanh nảy Phật tiên. Trong tâm ta có ruộng phước điền, ta năng gieo giống lương hiền đừng phai. Hồi nãy thì nói kết luận đạo đời mình như người đạo.
người đạo hiếu, đạo nghĩa, đạo gia đình. Người đời mình nhờ đó. Nếu mà không có người đời thì mình cũng có thành đạo đâu. Nói như vậy là không đắc đạo nha. Ráng, ráng thương yêu người ta. Dạ thưa thầy ơi, ta mới chửi con quá chừng, đón đường đánh nữa. Ta không đánh trúng mình thôi, kể như không có nha. Còn ta chửi cái miệng của người ta nè. Đó, nha. Ta đâu có biểu mình đau cái miệng của mình đâu nha. Này cũng sợ không lo gì hết á. Đó vậy đó, người ta làm, ta chịu. Đó vậy đó. Trời ơi, tội nghiệp ghê không. Sao mà đường đi thẳng không đi, đi vô gai vậy. Thấy người ta dính cho mình. Nè nè nè, để chị gỡ cho em. Nè, để anh gỡ cho. Sao không đi vậy? Đừng hỏi vậy. Tại người ta mù, ta mờ. Sao mà biểu người ta không đi. Mình thấy đường mà đâu có đi. Hả, phải không? Đó vậy đó. Thì bây giờ mình biết tu rồi đó. Mình thương yêu đời cái người đời. Ta khờ vậy. Vì ta không học. Đứa đi học sáng này biết chữ này, biết đọc này kia nọ đó. Con người không đi học chăn trâu á. Đó, ở nhà nó cày ruộng nè, đi làm mướn này kia nọ nè. Bây giờ anh cầm gì vậy? Trời ơi, tao cầm cái cuốn sách này hay lắm, em mày coi đi. Trời ơi, tao mù miễn tao coi sách. Thấy không? Tao mù rồi, miễn tao coi sách sao được. Mình biết mình coi, còn tao không biết giấu đi. Đấy. Vậy hả? Trong đó nói gì anh nói em nghe coi. Thấy tội nghiệp ghê không? Đó như vậy đó. Thì cái người không tu sau đây nói vậy đó. Đau khổ vô cùng, không biết cầu cứu ai hết. Tại vì mình bỏ rơi mình rồi, mình không cứu mình. Có đúng không? Kết luận đạo đời nó như vậy đó. Cả hai đạo và đời. Đời khổ lắm. Chìm đắm. Vì mình muốn chìm. Đó. Còn người ta hiểu đạo con người, đạo làm con, làm chồng, làm vợ, anh em với nhau. Ta không có gì hết. Ta biết được là ta tu cư sĩ đại gia. Ta cũng gánh như mình vậy. Ta cũng mua bán như mình vậy. Ta cũng có vợ, có chồng, anh em. Đó. Thấy không? Thầy nói Tư Quốc Dương không cấm vợ chồng đằng sau nấu hậu giống dòng năm ban. Còn ai xuất gia thì người ta xuất gia. Nói vậy đó. Vì cái tiền kiếp của tất cả mọi vị nó khác nhau, chứ đâu phải nó chung nhau đâu. Chín người còn mười ý. Còn cả dạng hải chúng sanh trong cái đại địa này thì làm sao mà mình muốn người ta vậy ha? Từ đây tới đừng bắt buộc ai nữa hết chứ không. Thương người ta đi. Ví dụ đằng kia có khi chửi thầy được nha, thầy đi không được à, thầy nói nhờ nhờ em đoạn hay lấy em thầy bước đi cái nó trẹo quá, bước xuống cấp nó còn bị nữa. Còn mình nguyên vậy nè đó, mình thấy cái gì đi, em mình, cháu mình, bất cứ trong gia đình thôi, mày lỡ mày lấy em tao cái đó coi mày không sai mượn nhau không nha, hãy mượn còn thiếu nợ đó, mình đi lại lấy vậy, mình tự do nghe không, mình tự do nhá, mình đâu mình lấy. Còn nó nhỏ này thì tao mượn mày quét nhà sáng giờ nè, mượn tiền trả được, mượn quét nhà trả không được á. Ừ, phải vậy không con, sao lại nhà tao quét. Có đúng không đó, đừng có mượn nghe không, đừng có vay nha không. Ừ, nói vậy đó, ấy vay mượn thì trả không có được đâu. Có một tiếng nói thôi, xin cái thứ quý vị, tiếng nói này giữ hiền phép pháp cũng do tiếng nói im dịu, nói hiền lương tốt đẹp, ai cũng kính mến hết, ai cũng quay về cái sự tốt đẹp đó là phép đó. Phép là pháp, là tiếng nói. Ừ. Chứ đâu phải là phép tiên trời hạ sang xuống ở đâu này kia nọ. Đó. Mình thờ Đức Phật thì mình phải ra mình cúng, mình tô điểm cho mình này kia nọ. Chứ bữa nay con không cúng được không? Được, sao không được. Ừ. Bữa nay mình mắc đi Sài Gòn, mình mắc lo cái công việc gì đó, thì mình thay bữa khác. Có gì đâu, đâu có gì đâu. Còn mình đừng hứa với mình ha. Ừ, đó, bây giờ ngọn hứa cho nó chết đi. Đừng hứa, hứa tầm bậy. Hãy mình hứa là cắt y kịp phận, mình phải làm thôi. Ừ, con à, con học nha con. Cái này con thi đậu đại học thứ mấy rồi đó. Đây, cha dẫn con đi Đà Lạt. Nếu cha không đi thì mẹ, mẹ không đi thì anh con dẫn đi nha. Kể tới nhỏ đậu. Nhỏ thông minh lắm, nhỏ chờ đợi nha. Bởi thầy đó, người mới sanh bổn tánh trời dành đó. Nó từ từ cái nó mới nhiễm rồi. Cái nó không dám. Đi gì mà nhà mình bằng ăn mà. Cái này hết rồi xây tới cái kia nó không dám gì cả. Để mình cướp quyền. Lời hứa mình. Xin lỗi. Nhà nước hứa với dân không có. Cha mẹ hứa với con trật lất. Ừ, nó nghỉ rồi nè. Con sẽ soạn đi nha. Con nghỉ một nửa tháng. Cha sẽ đưa con đi Đà Lạt. Vì cha nó hứa. Con nhớ không? Dạ dạ. Cha ơi chừng nào đi cha. Phan.
Tiêu nó nhớ nha. Rồi con đi học về học ngoan lắm, về hai chồng đánh lộn. Sao không trốn vô nhà tắm đánh? Trời ơi, vô đó đó có đồ nè, quánh quánh cho Như Tử đi ra nha. Đi ra cái rửa mặt đi ra chùi ra trước đi. Nó đi học về nó kiếm nó sướng, nó không đầu vô nồi cơm đó. Nó nói ra: mẹ nãy giờ mẹ đâu? Tao bị con mù mắt đó. Nó bu con mắt. Mẹ đi rửa mặt nè. Vậy hả? Thôi mẹ cho con ăn cơm đi. Ba đâu rồi? Ba con đi ngoài kia chút vô tới. Thế nó không biết gì. Còn quýnh lộn đè ngay nhỏ. Ngồi đó quýnh. Còn chửi nữa chứ. Chửi ông bà, cha mẹ, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, nội chửi hết. Dạy nó đó. Dạy rõ ràng. Làm cho nó hư đó. Phụ tử bất nghiêm, con trẻ bất tuân, có nghĩa là mình phải nghe, phải học theo thánh hiền, nho giáo, đạo lý, lưỡng toàn, không nên. Vì người tu cư sĩ mà, người tu nào cũng vậy hết á. Ở tại gia khó lắm, nhưng mà thành nhiều lắm. Vậy, vừa tu, vừa dạy con, vừa răng, vậy đó. Nó mua cái bánh về, mẹ, con mua cái bánh về ở đâu? Ai cho? Dạ, mẹ cho con 3 đồng á. Con ăn có đồng rưỡi, còn đồng rưỡi cái bánh này nè, bà Bảy bà bán cái gốc đó phải không? Bữa nào mẹ ra mẹ mua đem về ăn hâm đó. Coi nó có lượm không? Nó có lấy của bạn không? Hay nó làm sao không? Cái này ăn ngon quá. Mai mày mua nữa nha. Ở đặt không hỏi đâu mày có tiền hết á. Cái mày nó thấy mẹ nó có hiếu mà nha, có hiếu mà không có hiếu. Đó, cái nó đợi nó thò trong na cấp của bạn đó. Nó mua cho mẹ nó ăn. Chứ mình cứ ở nhà mình ăn mình không hiểu gì, phải tìm ra nguồn cội, tìm ra biện pháp giải lý cho đúng thì đứa con nó không dám. Có đúng không? Nó không dám. Con này mình nó tu, trời ơi, đi lẹ lẹ đi, đưa bánh cho tao ăn, tao đi 11 giờ cúng ngọ rồi, tao vô để thầy dạy, đi vô chùa. Con ở nhà làm gì làm? Mình là ông thầy của nó rồi. Chúng sanh là vua của ông vua, vua của chúng sanh là vua. Đó, thai vua, thấy không? Được ăn chay nè, được biết nè. Được tiên phong như thế này là phải vua không? Đó, như vậy. Thì đứa con mình phải dạy. Rồi nó lợi, nó biết được rồi đó. Hiện thực cái gương này nó đã nói, nó dạy tới bạn của nó được. Cho nên mình không dạy, mình không giáo nó. Chữ động cho nó nghe. Chữ chồng, chữ con, chữ anh, chữ em, chữ cha mẹ, bà ngoại, ông nội gì nó nghe hết. Chết ba ơi. Mình đưa thuốc độc cho nó uống này nè. Thì mình lại sư ơi, sư cứu giùm con. Có các câu chuyện này mà thầy nói nhiều lắm nha. Chắc có lẽ quý trò nghe nghe rồi. Cô Phật tử này cổ tốt lắm. Cổ vô chùa, thầy thương lắm. Mà cái chùa này cũng ít có Phật tử nào đi đến lâu lắm rồi. Có thiệt chứ không phải là trong cái tiểu sử của Đức Phật. Con có ngủ nghịch đi chơi không à? Nói đại bắn cu ni rồi vậy thôi, mình đừng có phạm nói vào cái chuyện khác đấy. 16 tuổi cổ muốn đem lại thầy cổ dạy. Thầy ơi, con gửi đứa con thầy dạy giùm con. Thì sư phụ thương mình phải bế. Được rồi, bữa nào con đưa nó lại. Đưa là ở tuần à, khuya bẻ cổ ông thầy nhát cái dư cái gầm. Nó bẻ cổ. Máu còn dính. Lấy cái máy cái xích ra đợt xưa đem đi, đem lại cái tiệm cầm. Thì cái bà chủ tiệm bà lanh lắm. Bà nhìn thấy cái máy có miếng máu, bà đưa cho mấy đồng bạc. 12 giờ trưa đi, cháu nó giữ tiền nó đi rồi em rồi đợi lấy nhau. 12 giờ công an đợi tóm, dắt về chùa. Móc ra ông sư nằm ghế cổ. Thấy không? Thương hại ghét thù. Thấy không? Thương thì hại, ghét thì thù, buồn thì khổ. Tại mình á, mình chưa có nên. Mà mình tu không biết cái nghiệp quả của mình thôi. Mình biết rồi, để mình chịu đi ha. Để chịu. Chứ không ai tránh khỏi cái nghiệp mà. Dây nhiều dây. Mình đi chùa tính là đem đứa bé đợi đó. Với tôi đi chắc nó hết nghiệp. Không có hết nghiệp, tu mới hết nghiệp. Bây giờ thầy chấn hưng rằng tu mới hết nghiệp. Dạ thưa thầy, tu làm sao? Không nói nhiều, không ăn nhiều, không làm nhiều, không tính toán nhiều, không bá nạt, bình yên, tự tại. Khám phá lúc nào cũng gần gũi trực tiếp với bộ máy điện đài bên trong của mình hết. Không lay chuyển một phút giây nào hết.
tu đến say mê mà không đứng dậy ăn cơm nhịn đói đó quý vị. Và ta phục hồi trí nhớ lại, ta phục hồi tâm linh lại, ta phục hồi tất cả lại. Đó là sự tu theo dõi, ngồi duy trì, cũng như đứa bé học bài mà nhịn đói để học. Như vậy cũng chưa tu. Ngay bây giờ trở về, nếu ai vị nào hy sinh, giảm bớt đi, tu đi. Rồi mình tu được có 10, Phật cho mình 100. Vì mình quyết chí tu, mình bị nghiệp quả, mình bị cái nọ. Em bé đó học bổng, học sinh tốt, mà phải đi bán bánh tiêu, đi bán giấy số nuôi mẹ, nuôi cha, mình không có ai hết. Phụ huynh học sinh đau khổ quá. Thầy cho thêm, giám đốc hay là hiệu trưởng cho thêm. Hiểu không? Còn sung sướng quá, không tu, không cho dẹp học hết. Đỏ luôn. Có không mà thầy nói quá chừng vậy thầy. Thôi thì bây giờ ít thơ nữa rồi nghỉ nha. Thầy thì không có gì hơn là văn thơ, thi phú. Nhưng hôm qua nay chưa có thi, bây giờ thi. Thầy nói bữa nay rất là buồn, sĩ bằng đau khổ mắt lệ tuôn. Gặp trò hiền hậu thầy mừng quá, dạy đổi mất đi lệ không tuôn. Một bữa trưa về ở rừng xưa, ngồi nhớ thâu canh Pháp Đại Thừa. Nhắc nhở chúng trần nên hiểu biết, khéo tu kẻo trệ bị thất thương. Tỉnh mộng đi con, thức dậy liền, trao dồi ý đẹp của thần tiên. Họ ban cho xuống ôi nhiều quá, mọi người không biết chẳng cử kiến. Sai lầm mất mát quá tội trời, hỏi lại chớ mình lúc thành thơi. Sao không kiểm việc tu cho gấp, cứ lại cầu xin Phật cùng trời. Xin đâu có được bớ người ơi, bộ máy của ta quá tuyệt vời. Ta không sửa đổi để hư hoại, làm sao ráp lại được mọi nơi. Suy nghĩ kỹ đi buổi trưa về, một mình bần sĩ trốn sân khê. Liệu lo gì nữa đời đã tới, nguy hiểm gian cơ lớp bề bề. Chinh phục lại mình chớ nói ai, lọc trong nước tình hỏi suốt ngày. Đừng cho cháu đào thì không đục, biến thành giọt nước của Như Lai. Suối tiên tắm mát ở lòng ta, tìm kiếm ở đâu hỏi quá xa. Đạo hiếu người ơi nên nghe thấy, nghe thấy rồi lo sớm gọi mà. Có phước vô cùng mình không hay, được ơn mãi tạo Phật dần soi. Chuyện lưng pháp độ cho mình đó, sức khỏe tinh di lượng hằng ngày. Pháp lưng thường chuyện cũng do ta,
biến đổi mau đi tâm ý mà lấy lại những gì ta mất mát, đặng tròn hợp lý của Thích Ca. Pháp tu đắc đạo cũng chính mình, ta hỏi lại người ráng mình đừng đi tìm kiếm cho xa lắm, nó biến đổi đi đó sân trình. Một tấm lòng này dựng lên gương, thương đời quá sức thấy không thường, đời đáng hiểu không hiểu càng thương mến. Phải hiểu như ta rất tỏ đường, nhưng ta không giận đời ở đâu, ta sợ nay mai có héo sầu. Đời còn thê thảm ơi chi nữa, tại sao không chịu hỡi lo âu, nhận nhớ bóng bậy chi hỡi đời. Một phút một giờ bị thả tới, cứu đâu có kịp ôi nhân mạng. Nói tiếng dữ hung hay mở lời, vô ích thôi rồi ráng mà tu. Trước mặt ta đây trốn diêm phù, ngôi xưa cảnh Phật thì chỉ rõ, trò về lượng Phật ráng công phu. Công phu lượng Phật chớ tham thuyền, thầy bởi đưa đảo qua miền giang cơ. Con ơi tu hỏi đúng giờ, nước kia thầy thấy tràn bờ rồi, thôi thầy đưa con đến cho rừng ở đồi. Hương mùa mà ăn lạc xa xôi vô cùng, con ơi đây tới lạ lùng nhiều, thần phép lạ không trung chưa vậy ở đây. Sống thần nó có bùa giấy, rồng mà kia mà phụng múa đài mây hực hờ. Con ơi Phật đang đợi chờ, lập ba đời trở lại chứ đắp ba bờ vô biển. Bi giờ con ráng cự kiên công phu mà tịnh tỏ tham thiền không nguy, con về tu tịnh mau đi. Sớm chiều mà tỉnh nghĩ không nguy, nghe trò đua theo sớm hát chưa chịu hòa hò. Đây là ông lái chứ đưa đò con neo. Con ơi đã khổ còn nghèo, đói cơm mà khát nước mắt eo nhiều bề. Từ đây mới thấy chưa nặng nề, mình tu và ráng chỉnh chứ ráng thề không sao. Mình nhịn đói tu nào sáng suốt, gặp Phật rồi lánh bước ấm thay. Con ơi biết quá mình dai, thì giờ mình chịu chứ đừng rài đừng than. Thanh tịnh đi phép tràng như sôi, miễn lòng con sám hối từ bi, thì ơi Phật dắt con đi giường tiền con ở, mà không nguy như trần. Ráng thanh tịnh hồn thần vẫn chắc, ngồi tham thiền thắt ngặt nguy cơ. Con ơi đến bên đến bờ thuyền, trời mà thầy đợi cho thầy chờ đưa ở qua. Nam mô Di Đà Phật. Xin kính thưa tất cả quý vị anh em của mình, đã xong một giờ thầy đã đáp ứng lại cho quý vị là kết luận
đầu đời. Thầy cố gắng nha, về ráng an vui tự tại nha, ở đâu tôi cũng được chứ không. Chứ đừng nghĩ rằng con phải lên thầy, lên một lần thì cũng được rồi đó, về ngày sau còn gặp. Nè, thầy nhiều chỗ đi, chỗ đứng, chỗ ở đó, tìm thầy không ra đâu. Đó vậy nha, ở đây mới mốt thì về bảy núi đó. Rồi thầy đi chỗ này rồi đi chỗ kia, khắp tất cả chỗ nào thầy cũng đi hết, nghe không. Ráng cố gắng đi, nếu có duyên thì được gặp, mà tu càng gặp nhiều nữa, nghe không. Con không tu, thầy đang bán hàng đang đắt mà người bán ế bưng cái xài xề cãi cãi vô héo queo, thầy bị đuổi chứ, đuổi ra vì cái cửa hàng ta đặc biệt, hiểu không. Con phải đem đồ đặc biệt vô, thầy thâu liền cấp kỳ, phải giờ thôi về đặc biệt, nghe không. Ráng lo tu hành. Thôi xin chúc lành quý vị và xin cảm ơn hết tất cả đồng đạo nha, hầu hướng công đức nha. Còn phải ráng cố gắng tăng thêm nha, không không có giảm nha, tăng phước đức, tăng trí huệ nhiều tốt. Như vậy ma không có rình, quỷ nó không có động mình được đâu, dễ gì con. Con cúc Phật mà, nó như vậy đó, nó rình nó dục cũng có Bồ Tát La Hán là đập đỡ mình lên nè. Như vậy mình đừng có kêu nha, mà không đỡ mình mất hạt giống đành ông ráng chịu. Dám nói với Phật vậy không? Dám, thấy không? Phật cho mình bình đẳng, đâu có gì đâu. Thôi chúng con ăn cơm nha, rồi nghỉ về nha.